sót các bạn, và chào các bạn quay trở lại với kênh channel của mình là cái mặt Minecraft đây. Vậy là cuối cùng cũng đã trải qua 3 tập hành trình kỳ lạ Bixemon rồi. Các bạn thấy gì thế nào hãy để lại cho mình một comment nha. Hiện tại thì mình đã làm được là hỏa thần Taranita nè, gâu đông hệ băng nè, cũng như là Suicune hệ sấm sét nè. Và các bạn muốn mình tiếp tục làm Pokemon hệ gì thì các bạn hãy nhanh chóng lên tab cộng đồng của kênh Cá Mập Gaming để bình chọn nha. Mình mỗi ngày đều đăng một con khác nhau ở trên đó đó, các bạn cứ lên bình chọn thoải mái và con nào nhiều nhất thì mình sẽ làm nha. Ok, và hôm nay mình sẽ qua mình hỏi con ông huấn luyện heo coi để con ông kiểm tra là kênh mình được con nào nhiều nhất rồi. Oh hello. Chào Cá Mập Cute Family trên suối. Trời ơi, dễ thương quá vậy ta. Ê, ông kiểm tra kênh YouTube của tôi coi mấy bạn đang hào hứng chọn con gì vậy? Cái con nào? Cái con Pokemon biến dị nào tiếp theo đó? Như là tao thấy nhiều người chọn Entei quá nè. Entei hả? Ồ, cũng được ha, cũng được ha. Vậy hôm nay mình sẽ đi bắt Entei đi. Entei đã nó là hệ gì vậy? Đó là con hệ lửa đó, cũng là một trong ba vị thú thần thú đó của Ho-Oh đó. Thần thú đúng không? Là của trong bộ ba của Suicune với lại còn một con gì nữa ta? Con gì nữa? Con Raikou đó, con Entei hôm qua đó. Hiểu. Ồ ra là như vậy. Ồ Entei nó hệ lửa hả? Vậy là bây giờ mình sẽ bắt nó ở ở dung nham đúng không? Không, trời ơi, nó xuất hiện ở trên núi đó. Ủa trên núi hả? Vậy bây giờ mình phải lên chùa mình tìm nó hả? Đúng rồi, mình lên núi mình tìm nó vào ban ngày đó. Đó Suicune hôm qua mò tới tận ban đêm đó. Ok ok, vậy là như lẽ mọi khi thì mình sẽ đi bắt đầu đi tìm những con Pokemon để khắc chế con Entei trước đi. Bây giờ Entei nó sợ hả gì? Người đâu có cần đâu, chứ hôm qua người quên người bắt cái con Suicune hệ sấm sét hả? Ôi đâu có được, bây giờ nó thành sấm sét rồi, đâu đánh ra được con Entei hệ lửa đâu. Tại vì sấm sét đâu ăn lửa. Trời, thế thì làm sao? Người có nhớ ba con Pokemon đầu tiên mà tao đưa cho người không? À tôi bán nó rồi. Trời, không, ba Pokemon hệ nước kìa. Ờ đúng rồi, con cốc với con lá này kia gì đúng không? Nào không phải, không phải, không phải là tôi bán mà là thì hôm bữa tôi đi ngang cái hồ kìa, thấy một con quai tô nó ở đó, trông nó chán quá cho nên là tôi định tôi thả ba con Pokemon kia cho nó chơi nó rồi. Trời ơi, sao như thả ba con Pokemon nó mà ngươi không nói tao biết? Trời, giờ tôi còn không có con này nè, hơi bị xịn đó. Trời ơi, sao như là dữ mày. Trời ơi, đó là như phải đưa con này cho con đó chứ. À, tôi nói ông nghe nè, thật ra bây giờ tôi thả con này thấy tội nó lắm, tại vì tôi nghĩ là nó ra ngoài thiên nhiên chắc nó ngủm luôn á. Nên là thôi giờ tôi giữ nó cho nó khôn lớn khi nào nó trưởng thành tôi thả nó sau. Trời, nhìn nhìn gì đi, người có chú Tâm gì có nó đâu. Trời, chú Tâm với bộ chẳng qua là nó yếu quá không ăn được con Pokemon nào khác thôi. Thôi bây giờ bây giờ đi bắt con Pokemon hình nước khác đi rồi đánh bắt Entei nè. Trời, nghe đi hả ta. Đâu bây giờ ông nói tôi nghe coi là trước mắt mình sẽ có những con Pokemon hệ nước cơ bản nào để mình bắt được con Entei nè, nhưng mà không phải là Legendary nha, Pokemon thường thôi. Trời ơi, thật ra có nhiều con Pokemon hệ nước mà nhưng không hề biết. Đó, thứ nhất là con Slowpoke nè. Pokemon đầu tiên của cái hệ gen nè. Hoặc là con Labat đúng không? Hảy gì Labat gì? Cái con như là Squirtle này nè. Con Crocodile nè. Sao kêu đi ra nước bắt mà như vô núi chi vậy ông nội? Quẹo lại biển sau nhà mà. Chết rồi, quên rồi, bây giờ ra tới biển mà tôi nhớ nó một chuyện ông ơi. Vậy, vậy, sao? Trời ơi, tôi có mỗi cái chép này sao nó bắt Pokemon được. Tại con này cho mấy chay nè. Ồ, cho nó con gì vậy? Đây là con cái chép đi, và thế là con heo này. Wow, slow king hả? Con này hệ gì? Rồi, nó hệ siêu đó, hệ siêu và hệ nước. À, nó bắt được mấy con hệ nước đúng không? Đúng rồi. Ok ok, rồi để tôi tìm những con hệ nước rồi. Ê, nhưng mà bây giờ tìm thì phải làm sao chứ đâu dễ dàng mà mình có thể đi tìm được. Nhưng mà hôm nay tao với người đi bắt con Entei mà. Thì đúng rồi, mình phải bắt con hệ nước để đi trị Entei chứ. Em một con đó là đủ thôi. Không có được, mình phải tìm nhiều con nữa, lỡ thua rồi sao? Hôm bữa ông có nhớ cái chiếc vụ xui cô đâu. Nhưng mà nhớ thấy gì con như thế nào đó. Ủi, con này đâu nè, đây tôi bắt. Tránh ra đây. À, ơi được nửa máu rồi, để tôi bắt luôn nha, tôi bắt con này luôn nha. Em mà người bắt con gì vậy? Tôi bắt con Wymer này nè, con cái heo nè. Cũng được, con nó cũng trâu đó. Đúng rồi, trâu chứ, tao không trâu. Đâu vậy bắt con gì? Ôi con rồng nước xịn quá nè. Đâu, con rồng nước đó, ông thấy không? Thấy. Thôi, ông già vào đây. Ta xin tự thiệu, ta chính là thương nhân đi từ miền này sang miền khác. Mày nói cậu muốn tìm cho mình một con Pokemon hệ nước thiệt là xịn sò đúng không? Đúng rồi, tại vì tôi đang trên hành trình đi bắt con thần thú huyền thoại Entei. À, thì ra là vậy. Thôi ơi, chăm ba con Entei đó, những con Pokemon ta đánh cái một. Trời ơi vậy, nhưng mà không có được, tôi không có cần mấy con đánh cái một. Ủa, nhưng mà
À, ta cũng có những con đánh cái 2 cái 3 luôn. Vậy hả? Được á. Thì ông tốt con nào đâu, đọc tên tôi nghe coi. Trời ơi, bây giờ tôi nói cậu thì mất vui đúng không? Nhưng mà thì cậu yên tâm, tôi sẽ có tất cả những loại Pokemon hệ nước ở trên đời. Cậu cần con nào, tôi có con đó luôn. Trời ơi, dạ, ơi có tin tưởng ông này không vậy? Ê chị, xin thử cho ta ổng con chiêu đi đi. Con gì? Ok ok đó. Được rồi, tôi muốn con Kyuri. Kyuri hả? Có luôn, nhưng mà cậu có biết câu gì tiền trao cháu múc không? Bây giờ cậu phải đưa tôi tiền. Tôi không có tiền được. Nhưng mà tôi có một con heo. Nó biết nói. Nó còn đi qua đi lại được nữa. Là con nào? Đây. Con này à? Ta là hướng heo chứ ta hỏi một con heo biết nói. Ôi, ông có thấy bao giờ mà có một con heo nó biết mặc quần áo đi mà nói chuyện mà biết chơi biết xem mon chưa? Con này bán có giá luôn á. Ui, hay vậy. Bây giờ cậu ok, con bất kỳ con nào mà cậu thích. Rồi, ok luôn, gọi con này gì, bye bye nha. Rồi, bây giờ tôi nói cậu nghe nè. Bây giờ cậu thích con Kyuri đúng không? Đúng. Rồi, bây giờ cậu nhìn thẳng vô mắt tôi đi. Ok luôn. Đừng bao giờ tin tưởng người khác không? Ôi, ủa là sao? Có nghĩa là... Thôi Linh Duyên! Thôi Linh Duyên ơi! Ủa đâu rồi? Hả? Chết rồi mấy bạn ơi! Bị lừa rồi! Trời ơi! Không có Pokemon mà còn mất Linh Duyên nữa! No! Ủa chưa? Trời ơi! Ham của lạ nhìn đồ bán ta trời ơi. Trời ơi, biết đâu nghe hả, đổi ông lấy được con Kyuri nghe cũng lời lắm chứ bộ. Kyuri nó cũng là một bán hồi tiết mà. Bây giờ nha, đổi nha, giữa một con Pokemon lên nghĩa đi ha. Một nhà huấn luyện ta có thể đổi những con Pokemon khác thành dị thường không? Tất nhiên là tôi muốn con Pokemon bình thường rồi. Trời ơi. Giỡn, họ đi bắt Pokemon nước trước nè, đi. Nhưng mà khi nãy á, tao thấy có một con này nó rất là hữu ích cho việc bắt con ăn tay á hả? Đâu? Đây, trên đây, bên đây này, tao thấy này, nãy mình thấy con này chưa? Ủa, con này á hả? Đúng rồi. Cái mặt nó đừng quá vậy. Đúng rồi. Chỗ này cũng đời quá à. Thấy, con này đâu phải hệ nước đâu, hệ nước sao nó ở trên bờ? Không, như phải nghe tao nói, nhìn mặt nó đừng đừng vậy thôi, nhưng mà ra sở hữu có hai hệ mà con ăn tay đánh không được đó. Dạ, được rồi, bắt luôn. Rồi, bây giờ phải xài những cái chiêu nhẹ nhẹ thôi chứ không là nó ngủm luôn mất. Rồi. Nó có hàng nước chị hay đất nha. Ok, mình sẽ xài những chiêu đơn giản thôi các bạn ơi, để mình có thể bắt được con này nha. Mình có một chiêu hồi máu nè. Rồi, thử xong một chiêu nhẹ coi. Đánh đầu. 35% máu. Ok, cũng được. Rồi, Ultra Ball. Đây. Ông tránh ra, ông đứng gần xui lắm thiệt luôn á. Ôi vô được kìa. Wow. Được. Ok. Bây giờ mình bắt thêm hai con nữa đi. Đi, bắt thêm hai con nữa là mình sẽ bắt Entei ha. Let's go. Theo như ông nói thì Entei nằm ở vùng núi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm coi trên này cũng là núi rồi nè. Ê, cũng khá là cao rồi đó. Mẹ là phải có núi lửa nữa. Gì núi lửa nữa hả? Đúng rồi. Ấy. Đâu núi lửa đúng không? Ok. Ấy, có núi lửa nè. Đâu? Ôi, cái gì nhám nè? Cái đỏ này nó trên đó ta. Rồi đi, nãy giờ cái núi là rộng quá, sao chưa thấy em tay ta? Ôi, nhưng mà trong nó như nào, trong nó như nào? Kìa, nó kìa. Đây hả? Trời ơi, em tay màu hồng. Có bạn từng đi kìa. Cái nó già là qua tao chiều hồi nó đánh với người quá. Kìa, nó nhìn nó kìa. Đâu? Ồ, ủa sao nhìn giống một con sư tử quá vậy? Ai yếu quá. Ủa, cái già là qua tao chiều hồi đánh với người luôn đó. Ừ ha, đúng rồi ha, tôi quên mất hình dạng của nó luôn á. Ủa trông nó đẹp trai quá à. Ok, bây giờ mình sẽ lựa những con một cái mon yếu nhất để mình quýnh nó trước đi. Được rồi, thu phục Entei. Đây, mình sẽ lấy con Azumarill này ra để đánh nó trước. Đầu tiên là mình sẽ có chiêu nảy. Ui nó quýnh tôi gần ngủm luôn rồi. Ui, tôi quýnh được 5 máu là nhiều rồi. Rồi, tôi ngủm một con rồi. Tôi lấy con Warmer này ra. Đây, con này nhìn lực lượng nha. Ai, quýnh ấy luôn. Trời ơi. Không sao. Còn cô hoàng đế. Ông mà tao không lộn. Ôi đâu quýnh hụt, Ồ, mất mười mấy máu luôn, ngon. Ôi, không ơi. Tôi sắp hết sự lựa chọn rồi đó. Con này bây giờ mình xài chiêu gì đây? Con này tôi có một chiêu hệ đất và hai chiêu hệ nước nè. Người coi đam đi. Coi đam con nào yếu, đam chiêu nào yếu thì đây rồi, nhau. Nửa cây. Rồi, con này chỉ có một chiêu thôi miên và ba chiêu đánh thường. Anh nghĩ là ngươi đang dùng chiêu đánh. Nó bao nhiêu máu rồi? Nó còn nửa máu.
má hả, nên dùng một chi hơi nước đi. Hey, tao không chết đâu. Con này không có chi hơi nước. Cái, vậy thôi dùng chi hơi tiêu đi. Ai ngẫm rồi, trời ơi. Ủa, ôi, ôi, nó bị cái gì vậy? Anh tay, anh tay, anh tay. Ai, ôi, ai, hả? Ôi, à, ủa, chuyện gì vậy? Ôi, hả? Ai, ai dám bắt anh tay của ta? Xe hết. Ủa, ôi, mà như Aseos này hơi lạ đó. Nghĩa nó Aseos này, nó không giống Aseos bình thường. Ta chính là Aseos bóng tối, hiện thân của sự hủy diệt. Ta đến đây. Hả? Người im im không? Nghe ta nói. Im đi, ông im đi, để nó nói, nó giết hai đứa bây giờ. Ta có mặt ở đây với một sứ mệnh là diệt sạch những con Pokemon có trên thế giới này. Ôi, cái kìa, tự nhiên trời ơi, ông tạo ra tự nhiên vậy là sao? Ông là đấng sáng tạo mà bây giờ ông đi giết hết là sao? Đấng sáng tạo là một người khác chứ không phải ta. Ủa? Ta đến đây để hủy diệt những gì hắn ta sáng tạo nên. Khoan, đừng làm như vậy, tôi có một vật hiến tế giới thiệu với ông. Tôi có một con heo 7 món. Con heo này nó biết đi, biết nói, với mặc quần áo nữa. Nó còn có kiến thức giả với thiếu Pokemon. Ông bắt nó đi. Ông thay cho Pokemon thế giới này bắt nó đi. Ngươi muốn chuyện đó lặp lại nữa sao? Trời ơi, ta không nhận ra là một người như vậy luôn đó. Nó giỡn thôi. Không được rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách đánh bại con Aseos này thôi. Không lấy bây giờ ngươi cho hành một con Tyranitar hỏa thần đi. Ngươi có đánh thần không? Tyranitar hỏa thần hả? Ủa, tôi còn giữ cái dạng đó hả? Ừ, chỗ. Ha, được rồi. Anh nhớ được chân rồi mà. Được rồi, Tyranitar hỏa thần, biến hình. Đây rồi, dạng Tyranitar hỏa thần. Được rồi, xem đây, quả có lửa cấp độ 1. Hay. Sao con này không thua vậy? Được rồi, quả có lửa cấp độ 2, quả cầu là sẽ nổ được. Trời ơi. Ê, tại là nó không ăn thua đâu. Ngươi hãy dùng. Ông im đi. Trời ơi, không được rồi, tôi sẽ phun lửa đó. Thôi. Hả? Đây là phun lửa thân mức của tôi rồi đó, sao không ăn thua vậy? Trời, tôi nói rồi, ông hãy dùng chiêu thiên thạch thử xem. Chiêu mạnh nhất của tôi đúng không? Đúng rồi. Rồi, xem đây. Hey. Ủa. Ôi, thắng rồi. Trời ơi, tưởng gì Aseos bóng tối đồ he, tưởng gì. Người đánh thì cũng hơi đã ngứa đó. Mà ngứa đánh vậy. Ê, sao đánh thắng người ta đây? Hả? Ai? Ai da? Khu lời viên, ông hồn không? Trời, thành người luôn rồi. Anh nghĩ không ổn đâu. Ngươi dùng thử chiêu gao đoạn ra biến thành gao đoạn đi. Trời ơi, tôi đã trở thành người bình thường luôn rồi nè. Chứ gao đoạn cái gì nữa. Ây da. Ôi, nó đúng cạn năng lượng của tôi luôn rồi. Ôi, quả Aseos này mạnh quá. Thôi rồi, tải ngươi nên chạy đi. Đúng rồi, tôi nghĩ là phải sử dụng bộ ba thời tiết thôi. Được rồi, gao đoạn biến hình. Được rồi, dạng này mà còn thua nữa tôi không biết nói gì hơn luôn á. Gao đoạn hệ băng. Được rồi, ngươi xem đây. Hỡi, quả cầu băng. Ơi, đau nè. Quả không ngờ là Pokemon hả? Thuộc ra thời tiết có khác. Ây da, xem tới đây. Mày thì cứ chạy đi đâu. Đừng băng. Ôi hay quá, đỡ được. Ông ơi, nó sẽ lên tường của tôi nè. Rồi. Ôi, nó đang gồng một quả cầu kìa. Không nổ rồi, tôi phải ngăn cản lại luôn. Chạy, đừng ngăn cản. Trời ơi, nóng quá. Ôi, thấy được rồi. Xem đây, gai băng. Hơi. Ôi, kèo này quýnh căng quá. Nhưng mà, ông ơi, tôi không hiểu, không biết là tại sao cái tên này nó nhiều năng lượng tới vậy mà tôi gần cạn rồi nè. Thấy được rồi. Ủa, nhìn đi đâu vậy hả? Rồi, tao đóng băng lại nè. Nhốt người lại luôn. Hãy đánh tôi kìa, trời ơi, cứu tôi với. Không ổn rồi, tôi gần hết năng lượng rồi. Đây. Tôi cạn năng lượng nữa rồi. Trời ơi, mày là người đấy. Ôi là gì ơi, thế giới đã tàn rồi. Trời ơi, ngay cả cho anh như đánh còn lại nữa sao? Sao mà đánh bị nó? Ông quên sức mạnh quyền năng nhất của tôi sao? Là xui cung sấm sét chúng ta vừa bắt xong. Ngoài kia bạn ta thử đi. Được rồi, bây giờ chỉ còn cách này thôi.
quýnh không lại thì tôi chạy trước. Ông lại tôi hiên tới ông nhà nó. Được rồi, Suicune biến hình. Đây rồi, Suicune hệ xét. Ông tránh ra, không là tôi giật điện ông đó. Được rồi, okay. Tia xét nhỏ. Hơi hey. Ây, cái gì vậy? Đau đúng không, đau đúng không? Được rồi, tia xét. Hơi tại mổ còn bóng tối người đã bị tia xét của ta hả? Nút chuẩn rồi, tôi không có người đánh lại đó đâu. Được lắm, tôi sẽ bay. Ây, trời ơi, chưa làm mình tê liệt. Ta chạy đuổi cái nè, chịu hồi sắm thiết. Ôi, nhưng quả cầu lửa, nhưng quả cầu đen của hắn hả? Vượt qua tê xét của mình, nó biến thành quả cầu lửa luôn kìa. Ôi, trời ơi, không ngờ là nó mạnh gì luôn á. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ờ đó. Để xét đây. Thôi, ai da, ai da, ai da. Cái quả cầu là không ăn thua đâu. Tôi phá được rồi. Được rồi, bây giờ sẽ xài tuyệt chiêu cuối cùng. Chắc chắn là sẽ hạ được hắn. Xem đây, triệu hồi siêu thấm xét. Chiêu này khá là tốn năng lượng của ta đó, nhưng mà ta thắng được ngươi. Ta còn một chiêu cuối cùng. Hả? Hắn còn một chiêu cuối cùng. Trời ơi, cái gì thế này? Ông ông huấn luyện viên ơi, tôi trời ơi, không ổn rồi, ông ơi cứu tôi khỏi đây với. Trời ơi, sao phải cứu được? Thì gọi ra đi, ra xe điện tay của ta. Được rồi, tôi chạy đây. Chạy đi ông ơi, chạy đi ông ơi. Chạy đi chạy, trời ơi. Đã hơn 4.000 năm rồi, ta không quay lại đây. Mà vẫn còn những cái người huấn luyện viên tài ba như ngươi. Có lẽ cái cuộc viếng thăm này phải để lại lâu lâu một tí. Ta cũng hơi thiếu năng lượng một tí rồi. Đã đến lúc ta về ta nghỉ ngơi. Ta cần về chăm sóc bản thân mình để mà quay trở lại với một sức mạnh lớn hơn. Đó là cái người hãy đợi đây. Ta sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa.